Tận dụng mùa nước nổi đang về, điểm du lịch sinh thái tiên định xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự mở thêm dịch vụ trải nghiệm mùa nước nổi đang hút khách tham quan. Đến điểm du lịch sinh thái tiên định những ngày này, bên cạnh tham quan vườn dược liệu quý hiếm, ngắm nhiều loại hoa và mùa khoe sắc, tham quan vườn dâu tây, táo, mận, sai trái, du khách còn được quay về với tuổi thơ khi trải nghiệm bơi xuồng dạo trên cánh đồng nước nổi, giăng lưới bắt cá rô đồng, hái bông điên điển, đặc biệt tắm trên cánh đồng nước nổi nhiều phù sa, thưởng thức các món ăn ngon từ những đặc sản bùa nước. Đây đến đây trải nghiệm trước thì tham quan, tham quan rồi đi gỡ lớn, gỡ lứ rồi bơi xuồng, rất là vui. Trải nghiệm mà bơi xuồng với gian lứ là cái mình nhớ lại thời nó ấu của mình vậy á rất là vui ăn những món ngon của tự mình làm ra có thì rất là vui và rất là hạnh phúc. Chủ nhân điểm du lịch cho biết, ngày thường một tuần đón khoảng 100 lượt khách đến vui chơi, thì hiện mùa nước nổi về, lượt khách trải nghiệm tăng gấp đôi. Hiện điểm du lịch cũng đang kết nối cùng làng nghề dệt Choãn và vườn Nho Long Khánh để du khách vừa trải nghiệm du lịch tại sinh thái tiên định, vừa được tham quan làng nghề trăm năm tuổi và thưởng thức nho tươi tại vườn trên đất Cù Lao.